Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng ngày 20 tháng 11 trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, một xe khách dường nằm chở nhiều hành khách đã tự lật khiến một nữ hành khách bị kẹt cứng bên trong. Phải sau hơn một giờ nghẹt thở giải cứu nạn nhân mới được đưa ra khỏi xe và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cụ thể, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Thuận cho biết vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 0 giờ 15 phút hôm nay. Vị trí xảy ra tai nạn tại km 1664, quốc lộ 1, đoạn qua xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Xe khách dường nằm do tài xế Lê Tấn Lực, 46 tuổi, chú tỉnh Bình Định điều khiển, chở hàng chục hành khách lưu thông hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận. Khi đến địa điểm trên, xe khách này phanh gấp nên xe bị quay ngược đầu rồi lật nghiêng vào lề đường. Rất may, thời điểm này không có phương tiện nào lưu thông qua đoạn đường trên. Ngay sau đó, thì người dân địa phương đã báo các cơ quan chức năng và cùng phối hợp giải cứu những người đang mắc kẹt trong xe. Tuy nhiên, một nữ hành khách có ghế nằm gần cuối xe bị kẹt cứng bên trong và bị thương nặng. Cơ quan chức năng đã điều xe cầu đến hiện trường giải cứu nữ hành khách này, nhưng phải đến khoảng 1 giờ 45 phút cùng ngày, nữ hành khách mới được cứu ra khỏi xe trong tình trạng bị ngất do mất nhiều máu. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.